Việc ăn cùng người khác là một cuộc đấu tranh tư tưởng vô cùng khó khăn đối với chàng trai siêu giỏi trong việc nấu nướng này. Cho đến một ngày, điều đó đã không còn là vấn đề khi Yutaka vô tình gặp gỡ hai anh em là Minoru và Tane. Từ món cơm nắm rất đỗi bình thường đã giúp ba con người ấy từ lạ thành quen. Dần dần Yutaka cảm nhận được sự thay đổi trong bản thân và luôn mong chờ những bữa ăn vui vẻ cùng với họ. Vậy thì đâu mới là nguyên nhân khiến cho nhân vật chính sợ phải ăn cùng với người khác? Hay điều gì đã làm cho Yutaka thay đổi quan điểm trở nên cởi mở hơn? Trong mắt những đồng nghiệp làm việc cùng cơ quan thì Yutaka luôn là một người khó gần. Đã vậy còn lập dị khi thường xuyên vắng mặt trong các buổi liên hoan của công ty. Thậm chí nam chính cũng chẳng bao giờ đi ăn cơm trưa cùng mọi người mà luôn chọn cách thưởng thức nó một mình. Hôm nay vẫn như mọi ngày, trong khi Yutaka đang tận hưởng món cơm nắm tự làm của mình thì đột nhiên một cậu bé không rõ từ đâu xuất hiện. Nhìn ánh mắt trực chờ của thằng bé khiến nam chính đoán chắc nó đang rất thèm nắm cơm của mình. Không nghĩ ngợi, anh liền đưa luôn cho đối phương phần ăn trưa. Hôm sau bất ngờ là cậu bé ấy lại quay lại một lần nữa, nhưng là đi cùng với anh trai. Vừa trông thấy Yutaka là người, anh đã bắt cậu bé cúi đầu xin lỗi vì đã tự tiện ăn bữa trưa của người khác. Tuy nhiên hai anh em họ không cất công đến đây chỉ để xin lỗi mà còn có một lý do khác. Chẳng là cậu nhóc cứ khen nức nở món cơm nắm tròn xoe như quả bom của Yutaka làm cho người anh cũng cảm thấy hết sức tò mò. Điều này vô tình làm cho nam chính rất vui vì không ngờ rằng lại có người yêu thích món cơm đơn giản của mình đến như vậy. Thấy em trai cứ nhặng xị cả lên mà người anh lại không tự tin về tay nghề làm bếp của mình nên mới rất muốn tới đây để được tầm sư học đạo. Yutaka do dự một lúc lâu nhưng rồi cũng đồng ý nhận lời hướng dẫn cho họ món cơm nắm của mình. Hôm sau lần theo địa chỉ thì nam chính tìm đến nơi ở của hai anh em họ. Vừa thấy bóng dáng của Yutaka là cậu em trai Tane nhanh nhẹn rót trà mời khách, còn người anh là Minoru cũng tranh thủ tiếp chuyện. Yutaka chia sẻ rằng hiện tại bản thân đang sống tự do một mình cho dù nhà của bố mẹ cách đó cũng không xa. Minoru thì lại cảm thán như vậy thật thoải mái, chẳng bù cho tôi suốt ngày phải hầu hạ ông nhãi con kia. Sau màn làm quen xong là bọn họ vào bếp để tiến hành làm món cơm nắm huyền thoại. Thay vì dùng nồi điện như bình thường thì Yutaka lại dùng nồi đất để món cơm giữ được hương vị thơm ngon. Khi bắt đầu nấu phải để lửa thật to, sôi rồi thì vặn nhỏ lại đến khi không còn hơi nước nữa là xong. Còn nếu muốn ăn cơm cháy thì trước khi tắt hãy để lửa lớn khoảng 10 giây. Rất nhanh, chỉ một lúc sau thì cơm đã chín. Yutaka lấy một ít phần cơm ngon nhất cho hai anh em thưởng thức trước rồi mới tiến hành nắm cơm. Đầu tiên cho rong biển và cơm lên màng bọc, kế đến là một chút muối cùng phần nhân vào chính giữa rồi nắm lại thật chặt. Tane với Minoru bên này sau khi được thị phạm thì cũng nhanh tay làm theo. Ba người cùng hợp sức nên chỉ mất một lúc là họ đã có được một dĩa cơm nắm đầy đặn hấp dẫn. Tuy nhiên khi nhận được lời mời ở lại dùng bữa từ hai anh em lại khiến Yutaka tỏ ra rất bối rối. Anh cố gắng tìm lý do để từ chối vì bản thân thật sự cảm thấy rất khó khăn khi ăn cùng với người khác. Minoru thấy như thế thì liền trực tiếp đưa nắm cơm mình tự tay làm cho Yutaka để nhờ anh nhận xét. Gạt bỏ hết sự e ngại của bản thân và nam chính cắn thử một miếng, dù có vẻ hơi mặn so với khẩu vị của mình nhưng bù lại hương vị lại rất ngon. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm anh ấy mới lại ăn trước mặt người khác như vậy nên cảm xúc của lúc này cũng có đôi chút lẫn lộn. Minoru và Tane cũng không thể chần chừ thêm được nữa mà lập tức xơi ngay món cơm nắm tự làm tại nhà. Bữa ăn tuy đơn giản là thế nhưng đối với nam chính thì hôm nay nó lại ngon đến mức lạ thường. Về đến nhà, Yutaka không khỏi lâng lâng bởi cảm giác mới mẻ này. Việc ăn cùng người khác mà anh cho là khó nhằn nhất hóa ra lại không hề như bản thân tưởng tượng. Chính sự gần gũi đầy ấm áp của hai anh em họ và đặc biệt là sự hồn nhiên của cậu nhóc Tane đã giúp nam chính thoát khỏi lo sợ đã ràng buộc bản thân bấy lâu nay. Như mọi buổi sáng bình thường khác, hôm nay Yutaka vẫn đến cơ quan còn Minoru thì tranh thủ đưa Tane đến trường rồi mới đi làm. Thì ra mẹ của hai anh em đã qua đời nên giờ đây chỉ còn lại ba con bố họ nương tựa nhau. Minoru vì để có thời gian chăm sóc cho em trai nên đã phải gác lại việc học hành để đi làm thêm. Dù ngoài mặt cậu ấy trông có vẻ là một ông anh khó tính nhưng thật ra bản thân rất yêu thương em của mình. Hôm nay Tane đột nhiên bị sốt làm cho kế hoạch nấu ăn cùng với Yutaka cũng vì vậy mà phải hoãn lại. Cứ mỗi lần háo hức mong chờ một sự kiện gì đó thì cậu bé lại lăn đùng ra ốm làm cho Minoru cũng đã quen với việc này. Nam chính nghe tin thì rất sốt ruột liền tức tốc tới thăm ân cần chăm sóc cho Tane. Chứng kiến sự tử tế đó đã làm Minoru thật lòng rất cảm kích vì không nghĩ đối phương lại dành tình cảm cho em trai của mình nhiều đến như vậy. Thấy cậu nhóc than đói nên hai ông anh quyết định vào bếp để nấu gì đó. Vì nhà cũng chẳng còn mì mà đi chợ thì cũng khá mất công nên Minoru lập tức dùng cháo ăn liền dã chiến. Tuy nhiên thay vì nấu theo kiểu bình thường thì Yutaka sẽ biến tấu lại một chút để hợp khẩu vị với cậu bé. Sau khi cháo đã chín thì lần lượt cho trứng đã khuấy đều vào. Tiếp theo xé thêm một chút thanh cua có sẵn để tăng hương vị, ra giảm lại bằng một chút muối là hoàn thành được món cháo ăn liền ngon lành nhưng không kém phần bổ dưỡng. Nhìn Yutaka khéo léo chế biến thức ăn như vậy mà Minoru lại tự trách mình quá vụng về không thể nấu cho em trai một bữa ra hồn.
Nam chính liền động viên, chẳng phải cậu đã cố gắng rất nhiều vì em trai mình sao? Còn gì hơn nữa, nhìn ánh mắt hạnh phúc của cậu bé khi được ăn cùng người thân cơ chứ? Yutaka tin chắc Minoru đã làm tốt bổn phận của một người anh rồi. Ở bên này, cậu nhóc cũng hết lòng khen ngợi bát cháo nóng vô cùng ngon miệng của Yutaka. Cũng nhờ có nó mà Tane đã tỉnh táo và khỏe mạnh trở lại. Một lát sau, người bố cũng trở về và khi thấy con trai đã đỡ ốm khiến ông ấy rất phấn khởi. Để cảm ơn Yutaka thì họ quyết định bày một bữa tiệc nho nhỏ, tuy rất bình dị nhưng lại khiến cho nam chính cảm nhận được hơi ấm thật sự của một gia đình. Sau bữa ăn, cậu nhóc và Minoru nhắn nhủ Yutaka hãy đến đây thường xuyên để ăn cơm cùng gia đình họ. Tane thì luôn miệng cảm ơn Yutaka và không quên tặng cho anh một chiếc lá khô mình vừa nhặt được, còn nam chính rất trân trọng món quà của cậu nhóc mà cẩn thận kẹp nó vào cuốn sổ. Hôm nay Yutaka nhận được lời mời tham quan sở thú với hai anh em nhà Minoru. Bọn họ dự kiến sẽ đi vào cuối tuần và tự mang theo thức ăn để cắm trại. Nhóc Tane thì hằng hạc đòi anh trai làm bằng được món cơm hộp có xúc xích hình bạch tuộc, trong khi Minoru thì lại làm gì có hoa tay để làm điều đó. Thấy cậu bé hào hứng như vậy nên nam chính không muốn dập tắt niềm vui mà trực tiếp hứa rằng mình sẽ đảm nhiệm thực hiện món đó. Tuy nhiên trước giờ Yutaka chỉ quen làm cơm nắm chứ ít khi nào lại làm cơm hộp nên cũng có đôi chút lúng túng. Hơn nữa trong ký ức của anh thì món ăn này cũng gắn liền với một kỷ niệm không vui. Sau một hồi lang thang trên mạng để xem hướng dẫn nhưng không thành, Yutaka bất lực đành phải nhờ đến sự trợ giúp của nữ đồng nghiệp. Mặc dù có hơi bất ngờ về lời nhờ vả đột ngột này cơ mà cô ấy vẫn rất sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho chàng trai. Được sự hướng dẫn của cô nàng mà nam chính lập tức bắt tay vào thực hiện món cơm hộp cùng trứng chiên và xúc xích. Tuy rằng ban đầu có vài điểm thiếu sót khiến nó chưa thể hoàn hảo nhưng ngay khi được đối phương góp ý thì Yutaka đã hoàn thành xuất sắc hơn rất nhiều, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi của cô ấy. Rất nhanh đã đến cuối tuần, Yutaka dậy rất sớm để chuẩn bị phần cơm hộp mang đến nhà Minoru nhưng ai ngờ khi cả ba sắp sửa lên đường thì trời lại đột nhiên đổ cơn mưa lớn. Cứ như thế này chắc là buổi tham quan sở thú lại phải rời sang tuần sau mất, Tane đang từ nóng lòng vui tươi bất ngờ lại chuyển sang trạng thái tuyệt vọng. Thấy cậu nhóc nhõng nhẽo khiến nam chính liền nảy ra một ý tưởng. Tận dụng những con thú nhồi bông có sẵn và Yutaka lập tức biến căn nhà thành một sở thú để chiều lòng Tane, tham quan một lúc thì cũng đến tiết mục đứa trẻ mong chờ nhất. Quả nhiên không bỏ công kỳ vọng và món cơm hộp không những vừa ngon mà lại còn vừa đẹp mắt làm hai anh em mê tít. Minoru không quên chụp ảnh để lưu giữ lại khoảnh khắc này rồi cùng em trai thưởng thức món cơm một cách ngon lành. Nhìn gương mặt của họ khiến Yutaka rất vui vẻ đầy hạnh phúc, chắc chắn là những bữa ăn sắp tới của anh không hề cô đơn nữa mà sẽ luôn có sự đồng hành của họ. Hôm sau trong lúc đang làm việc thì Yutaka nhận được tin nhắn của Minoru rằng bà của hai anh em muốn gửi cho cậu ấy một món quà thay lời cảm ơn vì đã quan tâm tới cháu của mình. Nam chính hào hứng rủ Minoru ở lại ăn trưa cùng nhau và đồng thời suy nghĩ về món ăn mà họ sẽ nấu vào lần tới. Sau một hồi thảo luận thì cả hai quyết định sẽ nấu cà ri vì đây là món mà Tane rất thích lại còn yêu cầu nhiều nhất. Tối đó trong lúc ăn cơm khiến Yutaka đột nhiên nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh anh em nhà Minoru. Dù cơm nắm hay cơm hộp hết sức bình dị nhưng nó lại mang cho anh một sự vui vẻ mà bản thân đã không hề có được khi còn bé. Sáng hôm sau cả ba đến siêu thị để mua những nguyên liệu cần thiết cho món cà ri. Đang nói chuyện vui vẻ thì nam chính bất ngờ gặp được anh trai mình cũng đang đi mua sắm tại đây. Tuy nhiên vừa chạm mặt nhau thì người anh đã hằn học chất vấn em trai tại sao hôm qua không đến dự tiệc sinh nhật của bố. Mặc dù đã được mẹ nhắn tin nhắc nhở trước đó nhưng Yutaka đều ngó lơ không hồi âm. Trong khi nam chính còn ấp úng chưa biết đáp trả thế nào thì người anh trai đã quay ngoắt đi cùng thái độ khinh miệt. Hóa ra hai người họ vốn dĩ chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Thay vì yêu thương và chỉ bảo em mình như lời bố dạy thì người anh lại tỏ ra hống hách đầy trịch thượng. Năm xưa chỉ vì Yutaka không biết cách ăn khiến cho hắn cảm thấy ăn không ngon miệng, ông bố chẳng những không bênh vực cho Yutaka mà ngược lại còn phớt lờ cậu. Cũng chính vì điều này mà đã gây cho Yutaka một sự mặc cảm rất lớn và đó cũng là lý do anh chàng luôn né tránh mỗi khi ăn cùng với người khác. Tuy nhiên kể từ khi gặp được hai anh em nhà Minoru thì nam chính đã thật sự tìm được sự đồng điệu về tâm hồn, cảm giác tự ti mỗi khi ăn cùng người khác cũng dần tan biến. Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị nguyên liệu, ba người tiến hành bắt tay vào việc nấu nướng. Tane hí hửng bóc vỏ khoai lang giúp hai anh, còn Minoru thì chuẩn bị thịt lợn. Lúc này Yutaka đang đảm nhiệm vị trí bếp chính. Rất nhanh món cà ri thơm phức nóng hổi đã ra lò. Minoru không giấu nổi sự háo hức tò mò và Tane thì đánh hẳn hai bát cơm no căng cả bụng. Ở với bố và ông anh trai nấu ăn dở tệ nên mỗi khi được ăn món do Yutaka nấu thì cậu bé luôn ăn hết sức nhất có thể. Cả ba vừa ăn xong là người bố cũng về tới, tuy nhiên lúc này trong nồi lại chẳng còn gì cả. Thấy bố tức hủi hụi nên Tane nhanh nhảu giọng điệu ngọt ngào xin lỗi bố vì đã quên chừa phần cho ông. Người bố cũng chẳng trách cứ mà chỉ đáp lại không sao cả rồi nói mình pha tạm gói mì là xong bữa ấy mà. Nhìn cảnh tượng này khiến nam chính lộ rõ sự buồn bã trên khuôn mặt. Chẳng phải không khí gia đình ấm cúng không hề giàu có về vật chất này lại chính là điều mà anh đã thèm khát và tìm kiếm suốt bấy nhiêu nay hay sao?
Trở về nhà, Yutaka không khỏi bận tâm day dứt về lời trách móc lúc chiều của anh trai. Và liệu rằng nam chính có thể hàn gắn được mối quan hệ đang rạn nứt với gia đình hay những món ăn nào sẽ chờ đợi anh ở trước mắt đây? Hôm nay trong lúc đưa em trai đi học về thì Minoru bất ngờ gặp lại một người bạn cũ và hóa ra cô gái này trước đây từng là bạn học của anh ấy. Chỉ vì cảm thấy tiếc nuối cho con đường học vấn của người bạn mà nàng ta đã nhiều lần khuyên nhủ Minoru nên quay trở lại giảng đường. Dù sao thì cậu cũng nên cho mình một cơ hội chứ không nên tự ép bản thân ôm đồm hết công việc cùng một lúc như vậy. Tuy nhiên đáp lại sự nhiệt thành đó thì anh cũng chỉ trầm tư không nói bất cứ một lời nào. Lúc hai anh em ghé qua siêu thị để mua ít thức ăn chuẩn bị cho bữa tối thì lại vô tình bắt gặp Yutaka cũng đang có mặt ở đây. Không hẹn mà gặp, nhóc Tane lại bày trò rủ hai ông anh về nhà nấu nướng, nhưng lần này có chút khác biệt khi Minoru sẽ đích thân vào bếp để nấu một món ăn gắn liền với tuổi thơ. Đây chính là món mì ramen cơm chiên mà mẹ của anh ấy tự tay biến tấu cho cậu con trai bé bỏng. Nguyên liệu thì cũng cực kỳ đơn giản, chỉ bao gồm trứng chiên. Cơm nguội và mì ramen đã đập nhỏ bỏ vào xào đều tay cho đến khi ba thành phần này chín hòa quyện với nhau là có thể dọn ra thưởng thức được rồi. Ba người cứ thế quây quần ấm cúng bên bữa cơm đạm bạc. Yutaka rất lấy làm bất ngờ trước hương vị của món ăn vô cùng lạ miệng này, còn nhóc Tane bên cạnh thì cũng luôn miệng khen ngợi tài nghệ nấu nướng của anh trai. Sau khi Tane ngủ say giấc thì Yutaka và Minoru mới có chút thời gian rảnh tay nhâm nhi làm ván cờ. Khi được đối phương hỏi về món ăn của người mẹ thân yêu đã quá cố, khiến cho Minoru bồi hồi kể lại rằng bà ấy là một người phụ nữ rất chu đáo, yêu thương con cái. Chỉ vì muốn Minoru cảm thấy đỡ mệt mỏi và vui vẻ hơn mà bà đã tự biến tấu ra món ăn đặc biệt này. Mặc dù nhóc Tane không có may mắn thử qua món cơm chiên do mẹ làm, nhưng Minoru lại tự tin rằng mình đã truyền đạt thành công được hương vị của món ăn do mẹ nghĩ ra. Yutaka cảm thấy Tane thật may mắn khi có được một người anh như Minoru. Trước lúc ra về, Minoru sực nhớ ra còn một thứ mà mình chưa đưa cho chàng siêu đầu bếp, thì ra đó là bức hình mà ba người đã chụp chung với nhau trong một lần đi ăn. Nam chính cẩn thận kẹp tấm hình vào cuốn sổ riêng xong mải mê ngắm đến nỗi cười tít cả mắt lúc nào không hay. Minoru bên này thì cũng tràn đầy năng lượng bắt đầu ngày mới một cách cực kỳ năng suất. Vậy là một mùa lễ Giáng sinh nữa lại sắp đến và không khí Noel đang tràn ngập khắp mọi nẻo đường. Đối với những đứa trẻ khác thì đây sẽ luôn là ngày mà chúng mong chờ nhất vì bản thân được thỏa thích ăn kẹo hay được nhận quà từ người lớn, nhưng đối với Yutaka thì đây lại chẳng khác gì một ngày bình thường. Cũng bởi ngay từ nhỏ nam chính đã là một đứa con thứ bị hắt hủi vốn dĩ chẳng hề biết được không khí Giáng sinh thật sự là gì. Tuy nhiên bây giờ thì mọi thứ đã khác và Yutaka không còn phải tủi thân đón Giáng sinh một mình nữa mà đã có hai anh em Minoru bên cạnh. Năm nay bọn họ dự định sẽ tổ chức tiệc ở nhà của Minoru. Nhóc Tane thì vô cùng hào hứng, còn chu đáo viết cả thiệp mời cho Yutaka xong dặn dò anh nhất định phải có mặt vào hôm đó. Ai ngờ vì làm việc cật lực thâu đêm suốt sáng cho kịp tiến độ mà nam chính đã lăn ra ốm nặng liệt giường vì kiệt quệ. Cứ ngỡ năm nay sẽ được tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh một cách trọn vẹn nhưng rốt cuộc thì lại làm bạn với giường bệnh. Gọi mãi mà không thấy đối phương nhấc máy nên Minoru sợ rằng có chuyện chẳng lành nên ngay tức tốc chạy đến xem tình hình người bạn thế nào. May mà Yutaka chỉ chợp mắt ngủ quên chứ vẫn còn tỉnh táo, không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Nhân cơ hội người bạn bị ốm không thể vào bếp nên Minoru lại tiếp tục chủ tài thực hiện món ăn được mẹ chỉ dạy. Đây cũng món mà mỗi khi Tane ốm thì anh vẫn thường nấu cho cậu bé ăn. Bát mì udon nóng hổi cùng sợi mì mềm mại và nước dùng nhẹ nhàng thật sự giúp cho sức khỏe của người bệnh phục hồi nhanh hơn rất nhiều. Trước khi ra về, Minoru còn chu đáo chuẩn bị sẵn cho Yutaka một chút hoa quả cùng sữa chua mà anh đã mua trước đó, đồng thời không quên đắp thêm áo ấm cho đối phương để tránh bị cảm lạnh. Nam chính sợ phải đối mặt với cảm giác cô đơn như mọi năm nên buộc miệng thổ lộ với người bạn mong cậu ấy hãy ở lại đón lễ với mình một chút. Yutaka rất lấy làm áy náy chỉ vì bản thân ngã bệnh đột xuất mà bữa tiệc phải hủy bỏ. Chắc là điều đó đã khiến Tane thất vọng lắm, nhưng Minoru lại động viên sức khỏe mới là điều quan trọng. Hãy đợi cho đến khi cậu hồi phục rồi thì tổ chức lại cũng không sao mà. Nhân dịp này, Minoru cũng lần đầu tiên tâm sự về người mẹ quá cố của mình. Hóa ra kể từ khi sinh Tane thì bà ấy đã lâm bệnh nặng, càng ngày sức khỏe lại càng yếu dần và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mẹ ra đi khi cậu nhóc còn quá nhỏ nên buộc lòng Minoru phải gác lại việc học phía sau để một tay giúp bố gánh vác gia đình. Vừa hoàn thành trách nhiệm của một người anh đồng thời cũng làm tròn bổn phận của một người mẹ. Yutaka nghe xong liền tỏ ra rất đồng cảm và khâm phục trước nghị lực của cậu bạn mới quen. Minoru cũng muốn biết về bản thân Yutaka nhưng anh lại cố lảng tránh rồi từ từ gục đầu thiếp đi bên cạnh Minoru lúc nào không hay. Đắp chăn cho Yutaka xong thì Minoru mới phát hiện ra món quà mà cậu ấy đã chuẩn bị cho hai anh em họ. Yutaka rất biết ơn vì người bạn đã dành thời gian chăm sóc và chia sẻ câu chuyện của mình để giúp đỡ bản thân anh cảm thấy bớt cô đơn hơn. Còn Minoru thì cũng vô cùng cảm động khi lần đầu tiên được nhận quà Giáng sinh dù chẳng nhỏ bé gì nữa. Quả thực đối với hai chàng trai có quá khứ đau khổ này thì Giáng sinh năm nay thật sự là một ngày vô cùng ý nghĩa với họ.
không cần phải xa hoa hay ồn ào náo nhiệt, và đây mới chính là cái cả hai đang rất cần vào lúc này. Hôm sau khi tỉnh dậy, Nam Chính bất ngờ nhận được món quà của hai anh em nhà Tane. Mặc dù đã trễ nhưng họ vẫn quyết định sẽ tổ chức lại buổi tiệc Giáng sinh và cùng nhau ăn uống tặng quà. Sau đêm hôm qua thì Minoru cùng Yutaka cũng trở nên khác thường, còn ánh mắt trao nhau cũng không còn tự nhiên như trước. Người bố hiểu ý liền dẫn Tane ra ngoài để hai người trò chuyện. Yutaka lúc này cũng không giấu giếm mà quyết định chia sẻ thật lòng về gia cảnh của mình cho đối phương biết. Hóa ra mọi việc không giống như chúng ta đã nghĩ. Yutaka không phải là con riêng mà thực chất chỉ là một cậu bé mồ côi cha mẹ được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có. Tuy nhiên trong khi bố mẹ luôn cố gắng che chở và giáo dục cậu thật tốt thì người anh lại luôn tỏ ra đố kỵ hắt hủi em trai thậm tệ. Không biết từ bao giờ mà Yutaka luôn cảm thấy ngột ngạt khi phải sống dưới mái nhà đó. Hương vị của những bữa cơm thịnh soạn mà anh luôn phải ăn một mình từ khi ấy đến nay cũng chẳng còn đọng lại dù chỉ trong Yutaka một chút ký ức nào. Kể từ ngày đó, cậu bé đáng thương luôn sợ hãi mỗi khi ngồi cùng bàn ăn với người khác. Hình ảnh của bố mẹ ruột và những bữa ăn vui vẻ là thứ xa xỉ đối với anh. Thế nên bây giờ Nam Chính cảm thấy vô cùng biết ơn Minoru cùng Tane vì đã cho mình được cảm nhận thế nào là một bữa ăn ấm cúng hạnh phúc. Nhóc Tane thấy Yutaka khóc thì không hiểu gì chuyện gì mà cũng bật khóc theo. Ai ngờ sau khi bình tĩnh lại thì cậu bé mới tiến lại xoa đầu dỗ dành Yutaka y hệt cái cách mà anh vẫn thường làm khiến cho Nam Chính một lần nữa phải xúc động. Tối đó Yutaka và Minoru lại tranh thủ đánh lẻ ra ngoài đi dạo. Nam Chính nhân cơ hội bày tỏ sự cảm kích với Minoru vì đã lắng nghe những bộc bạch của mình. Tuy nhiên cậu bạn lại không hề hồi âm mà chỉ lặng lặng đợi cho đến lúc chia tay để thực hiện một việc mà mình đã ấp ủ trước đó. Không ngờ đó lại là một nụ hôn mà Minoru đã phải lấy hết can đảm mới dám trao cho đối phương. Yutaka rơi vào thế bị động nên vô cùng bối rối và cứ ngỡ rằng đây chỉ là mơ, làm cảm xúc lúc này của anh thật sự rất lẫn lộn. Minoru thì cũng chẳng khá khẩm hơn, sau cú làm điều đó thì cũng như người mất hồn, thở ngắn thở dài trong lúc làm việc. May mà sau khi nhận được lời khích lệ từ ông chủ mới làm cho anh đã biết mình cần phải làm gì. Không đợi Yutaka mở lời thì anh trai của Tane đã chủ động hẹn gặp đối phương. Lúc này bầu không khí ngại ngùng lập tức bao trùm lấy hai chàng trai trẻ. Minoru lúng túng xin lỗi Yutaka vì hành động vô tri của mình ngày hôm qua rồi lại chen ngang sang chuyện cũ để đánh trống lảng. Hóa ra trong quá khứ hai người đã từng gặp mặt nhau nhưng có vẻ như Nam Chính lại không tài nào nhớ nổi. Kể từ ngày mẹ mất khiến tâm trạng của Minoru luôn bất an, lúc nào cũng cảm thấy rất trống rỗng. Một ngày nọ khi đưa Tane đến trường thì đột nhiên cậu nhóc lại ăn vạ nằm lăn lóc giữa đường nhất quyết không chịu dậy. Sẵn đang cơn bực mình trong người nên Minoru chẳng thèm quan tâm mà trực tiếp quay lưng bỏ đi. Ai ngờ đúng lúc này Yutaka lại xuất hiện với cử chỉ nhẹ nhàng dỗ dành cậu bé. Chính vào khoảnh khắc ấy đã khiến Minoru bị sự ấm áp của đối phương làm cho rung động. Thế nên vào ngày họ gặp lại nhau thì anh đã ngờ ngợ cảm giác quen thuộc ấy nhưng vẫn không thể chắc chắn. Mãi cho đến khi chứng kiến hành động xoa đầu gần như là thói quen của Yutaka mới giúp anh trai của Tane y vững tin rằng đây chính là người mà mình đã gặp cách đây vài năm trước. Nhân cuộc trò chuyện hôm nay nên Minoru đã lấy hết sự tự tin thổ lộ tình cảm của mình dành cho đối phương. Nhờ có Yutaka mà cuộc sống của Minoru đã vui vẻ hơn, hay cảm giác bất an và trống vắng khi người thân qua đời cũng không còn. Tuy nhiên ngoài việc im lặng từ đầu đến cuối thì Yutaka cũng không biết phải làm gì khác để đáp lại tình cảm đột ngột này. Biết trước kết quả nên Minoru cũng không mong chờ gì. Có điều bộc lộ hết cảm xúc cũng giúp anh nhẹ nhõm phần nào. Sau lần bắt tay hôm đó thì cả hai quyết định quay trở lại cuộc sống bình thường như trước và không bao giờ gặp lại nhau nữa. Yutaka hết giờ làm việc lại tiếp tục trở về ăn cơm một mình cùng bốn bức tường, còn Minoru thì cũng tất bật vừa làm vừa chăm sóc cho đứa em trai nhỏ tuổi. Mặc dù cả hai đều thấy trống vắng nhưng lại không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Liệu rằng mối quan hệ giữa hai người có thể hàn gắn lại như trước hay không đây? Dù gì ngay lúc bắt đầu họ cũng đã từng là người lạ may mắn mới gặp được nhau. Chớp mắt cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lúc Yutaka và Minoru chính thức cắt đứt mọi liên lạc với nhau. Dù rất muốn nhưng Nam Chính không biết phải làm cách nào để có thể đối diện với người bạn cũ, còn nhóc Tane bên này thì luôn miệng đòi anh trai phải rủ bằng được Yutaka đến nhà để đón giao thừa. Thấy Minoru không hồi âm nên cậu bé đoán chắc hai người đã cãi nhau nên đề nghị sẽ cùng anh trai đi xin lỗi chiến thần nấu nướng. Lúc này Yutaka cũng đột ngột trở về thăm nhà sau khi nhận được tin nhắn của mẹ. Dù gì thì cũng sắp sang năm mới nên Nam Chính chỉ muốn mau mau hoàn thành nghĩa vụ thật nhanh rồi lại tiếp tục rời đi. Tại đây Nam Chính và anh trai đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Yutaka không ngừng xin lỗi anh trai mình vì đã chen chân vào ngôi nhà này rồi giành lấy bố mẹ của anh ta. Suốt bao nhiêu năm nay cậu ấy luôn cảm thấy day dứt nhưng kể từ bây giờ bản thân sẽ không cản trở gia đình của mình nữa. Người anh thì cho rằng suy nghĩ của đứa em thật ấu trĩ, chỉ vì nghĩ rằng mình là người thừa mà cậu lại không gần gũi với gia đình. Quả thật khi Yutaka mới bước chân vào nhà, người anh đã cảm thấy rất phiền phức và khó chịu, nhưng cứ mỗi khi anh ấy muốn làm bạn với Yutaka thì cậu lại tỏ thái độ xa cách. Trong chuyện này thì đáng lý ra Nam Chính cũng có một chút lỗi cơ, mà dù sao thì mọi thứ cũng đã qua rồi. Người anh mong muốn em trai hãy thường xuyên về thăm nhà hơn bởi vì bố mẹ thực sự rất quan tâm đến cậu.
Không những chỉ có họ mà người anh với thái độ cọc cằn cũng rất lo lắng cho Yutaka. Qua lời kể của mẹ thì cậu ấy mới biết được rằng ông anh khó tính này cũng đã từng thức trắng đêm để chăm sóc lúc Yutaka bị ốm. Nhờ có cuộc gặp gỡ và trò chuyện mà Yutaka đã có cái nhìn khác về ngôi nhà của mình. Trong khi đó, ở bên kia bố của Minoru cũng nhận ra được điều bất thường của con trai. Mặc dù không biết mối quan hệ cụ thể giữa hai người như thế nào nhưng mỗi ngày thấy con ủ rũ như thế làm ông ấy rất phiền lòng. Sau một hồi giáo huấn miệt mài, người bố trực tiếp lôi cổ Minoru dậy và bảo cậu hãy ra ngoài mà giải quyết cho xong chuyện cũ trước thềm năm mới đi. Khi này Yutaka đang thong dong đi bộ thì chợt nhớ ra chiếc khăn choàng mà Minoru tặng cho mình vào dịp Giáng sinh. Có lẽ chính nhờ hơi ấm của nó đã giúp cho Yutaka nhận ra điều đúng đắn mà mình nên làm. Không chần chừ thêm nữa, nam chính quyết định để cho lý trí dẫn lối rồi tức tốc chạy đến bên Minoru. Hai người cũng vì vậy mà tái ngộ với nhau. Yutaka chia sẻ mối quan hệ giữa mình và gia đình giờ đây đã ổn hơn rất nhiều, đồng thời anh cũng muốn thú nhận một chuyện. Chẳng là vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau, bản thân đã thực sự hơi sợ trước ngoại hình của Minoru và cũng chính vậy mà cậu ấy đã nhận lời đến nhà để chỉ cho đối phương cách làm cơm nắm. Tuy nhiên may mắn quyết định đó có thể nói là quyết định đúng đắn nhất của Yutaka, được ở cùng và ăn cơm với hai anh em đã giúp cho anh thay đổi rất nhiều. Về chuyện Minoru nói thích mình hôm trước, Yutaka thật lòng rất có cảm tình với đối phương nhưng không thể thổ lộ hết thành lời tại thời điểm đó. Không muốn để người bạn phải khó xử nên Minoru trực tiếp đứng dậy định chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây. Nhưng đúng lúc này Yutaka mới thốt lên, cậu quan trọng với tôi đến mức chỉ dùng từ thích thôi cũng không đủ để có thể diễn tả hết được. Từ bây giờ tôi muốn ở bên cậu mãi mãi và hãy cho nhau một cơ hội nhé. Nghe được những lời này khiến cho Minoru không thể kiềm được xúc động nữa mà trực tiếp ôm Yutaka vào lòng. Khoảnh khắc hai người thổ lộ hết mọi thứ cũng là thời khắc tiếng chuông nhà thờ vang lên đánh dấu khúc giao mùa và báo hiệu cho một khởi đầu mới. Hôm sau Yutaka cùng anh em Tane đi chùa để cầu bình an may mắn cho gia đình. Minoru chứng kiến sự thân thiết của họ mà cảm thấy rất yên lòng, đầy mãn nguyện. Có lẽ năm nay đối với hai người họ là một năm cực kỳ đáng nhớ. Kể từ hôm đó, nam chính đã hòa đồng và cởi mở hơn rất nhiều so với trước. Đây cũng là lần đầu tiên hiếm hoi mà anh chàng đi ăn cùng đồng nghiệp khiến ai nấy không khỏi bất ngờ. Nhưng rồi một ngày cảm giác bất an đột nhiên tìm đến Yutaka. Câu chuyện dù đẹp đến đâu thì cũng sẽ phải đi đến hồi kết. Cứ nghĩ đến điều đó rồi nhìn lại mối quan hệ giữa mình cùng Minoru thì anh ấy lại nơm nớp lo sợ. Hôm nay nhờ có bố trông em mà cả hai được dịp đi chơi riêng với nhau. Bọn họ mua sắm chụp hình ăn uống rất vui vẻ cơ mà Minoru muốn thể hiện chút tình cảm thì Yutaka lại tỏ thái độ rất bất thường. Kết quả về đến nhà sau một ngày đi chơi mà lại chẳng thu được gì ngoài sự bứt rứt và khó chịu. Hơn ai hết Yutaka hiểu rằng mối quan hệ của họ sớm muộn gì thì cũng sẽ tan vỡ nên thay vì tiến xa hơn thì cứ để nó dậm chân tại chỗ có lẽ sẽ có lợi cho đôi bên. Tối đó bố của Minoru trong lúc đang xem lại album ảnh thì bất ngờ nhận ra một điều gì đó. Thế là ngay sáng hôm sau ông ấy liền nhắn tin hẹn Yutaka đến nhà chơi nhằm thưởng thức một thực đơn đặc biệt do tự tay mình chuẩn bị. Thì ra đó là món lẩu kim chi cà chua mà ông ấy đã nhắc đến. Đây là món gia truyền mà bản thân ông vẫn thường xuyên nấu cho cả nhà vào những dịp quan trọng. Vì là lần đầu tiên được thưởng thức một nồi lẩu thơm ngon đông vui thế này nên Yutaka hưởng ứng rất nhiệt tình. Cả năm mới được một bữa đông đủ nên ông bác cao hứng khui luôn chai rượu mới mua để ăn mừng, thậm chí còn ngỏ lời mời luôn cả khách ngủ lại nhà mình đêm nay. Sau khi ăn uống no nê, Yutaka liền tìm đến người bác già để cảm ơn vì bữa ăn ngày hôm nay. Lúc này anh mới biết rằng thì ra món lẩu mà mình vừa ăn cũng chính là món mà ông ấy đã dùng để cầu hôn người vợ quá cố. Kể từ đó mà nó mang luôn cái tên thực đơn đặc biệt gắn liền với nhiều dịp quan trọng của gia đình. Tuy nhiên kể từ khi người vợ qua đời cách đây 2 năm thì đây mới là lần đầu tiên ông ấy nấu lại món ăn này. Yutaka bên cạnh rất cảm động trước chuyện tình của họ nhưng anh lại có một thắc mắc, đó là làm cách nào để ông ấy vượt qua cuộc khủng hoảng mất đi người thân thương trong cuộc đời của mình. Sở dĩ hỏi câu này là vì bản thân của Yutaka cũng đang rất lo sợ điều đó sẽ xảy ra với mình. Có đôi lúc anh lại nghĩ xa nhau có khi lại tốt hơn. Ông bác thì vẫn chưa thể nguôi ngoai được nỗi đau mất vợ. Thậm chí ông cũng đã từng nghĩ rằng nếu biết trước sẽ đau khổ thế này thì thà rằng không gặp nhau ngay từ đầu, nhưng kể cả có như vậy thì cũng không sao. Yêu một ai đó thì đương nhiên cũng sẽ đau đớn khi mất đi họ. Nỗi đau chính là minh chứng cho tình yêu mà ta đã dành hết tất cả cho người mình thương. Đôi khi nếm trải nỗi đau cũng là một sự hạnh phúc lớn lao. Thấy đứa cháu mắt đẫm lệ nên ông bác nhẹ nhàng động viên anh hãy cố gắng cùng nhau vượt qua nỗi đau, đồng thời cũng cảm ơn vì Yutaka đã đến bên gia đình của mình. Nghe được những lời này khiến Minoru vốn mạnh mẽ cũng không thể che giấu cảm xúc được nữa. Nhân lúc nhóc Tane ngủ say thì Yutaka nghẹn ngào xin lỗi người yêu về chuyện đi chơi lần trước. Chỉ vì cậu ấy quá quan trọng trong cuộc đời nên anh đã sợ mất đi nhau mà vô tình làm cho mối quan hệ của họ gặp trục trặc. Hiểu được nỗi lòng của đối phương, Minoru muốn Yutaka hứa rằng sau này có bất kỳ chuyện gì cũng phải chia sẻ để cùng tìm cách giải quyết mà vượt qua. Đêm đó có lẽ là đêm mà Yutaka cảm thấy đáng nhớ nhất trong cuộc đời.
Tiếng ngáy dễ thương của nhóc tì Tane cùng bàn tay ấm áp của Minoru khiến cho anh ấy cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn mà mình vẫn luôn ao ước bấy lâu nay. Thoáng chốc đã một năm trôi qua, nhân dịp thời tiết khá ủng hộ nên gia đình của Tane quyết định tổ chức một buổi dã ngoại và tất nhiên là không thể vắng bóng anh chàng Yutaka tốt bụng. Vừa đến nơi thu xếp đồ đạc xong thì mọi người liền tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Họ cùng nhau quây quần bên bếp than hồng cùng tiếng thịt cháy xì xèo, ai nấy đều tỏ ra rất vui vẻ, ăn uống cực kỳ hăng say. Đúng lúc Minoru định nói với Yutaka điều gì đó thì anh lại bất ngờ có một cuộc điện thoại. Nhìn cử chỉ tươi tắn trên khuôn mặt của bạn trai làm Minoru vô cùng khó chịu, không biết là đang trò chuyện với ai nữa. Ông bố cùng nhóc Tane chỉ chờ có thế lập tức trêu ghẹo Minoru làm cậu đỏ hết cả mặt. Chưa dừng lại ở đó, trong lúc thay đồ chuẩn bị tắm suối nước nóng thì Minoru còn vô tình phát hiện vài dòng tin nhắn có nội dung kỳ lạ gửi đến máy của Minoru. Cũng vì chuyện này mà anh tỏ thái độ tức giận ra mặt, quyết tâm không mở miệng mặc dù đã được đối phương gặng hỏi rất nhiều lần. Suốt cả chiều hôm đó hai người cứ ấp a ấp úng không biết phải mở lời như thế nào cho phải, mãi đến khi trời tối thì Minoru mới can đảm lấy hết tự tin để chất vấn đối phương rằng đã hết tình cảm với mình ư. Khi Yutaka còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Minoru lại đề cập đến đoạn tin nhắn kỳ lạ mà anh đã vô tình nhìn thấy lúc sáng. Nam chính lúc này mới vỡ lẽ vội vàng giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hóa ra để kỷ niệm một năm quen nhau và Yutaka đã chu đáo chuẩn bị sẵn một món quà, nhưng vì không tự tin vào mắt thẩm mỹ của mình nên anh đã nhờ một đồng nghiệp nữ tư vấn giúp. Thảo nào mà suốt từ sáng giờ Yutaka luôn làm điệu bộ rất khả nghi, thậm thà thậm thụt với chiếc điện thoại. Minoru biết được sự thật thì rất lấy làm xấu hổ vì đã ghen tuông mù quáng, nhưng cũng cảm thấy rất vui vì món quà bất ngờ này. Vậy là mọi hiểu lầm giữa họ đã được giải quyết một cách êm đẹp. Lần này đến lượt Yutaka tò mò về chuyện mà Minoru đã định hỏi mình lúc sáng. Trong thái độ của cậu ấy rất nghiêm trọng nên anh chàng có đôi chút lo sợ, tuy nhiên chuyện mà Minoru muốn nhắc tới đó là việc học còn dang dở của mình. Tane bây giờ cũng đã lớn và cứng cáp hơn một chút nên Minoru dự định sẽ quay trở lại trường vào năm sau để hoàn thành nốt chương trình. Tuy nhiên trong khi Yutaka đã đi làm và tự lập thì anh chỉ là một cậu sinh viên, điều mà cậu ấy lo sợ nhất đó chính là không thể theo kịp được đối phương. Đột nhiên đúng lúc này Minoru bất ngờ lấy ra một lá thư đưa cho Yutaka thay lời muốn nói. Nam chính cầm bức thư trên tay mà không giấu được hoang mang tột độ, tiên lượng có điều chẳng lành. Tuy nhiên nội dung của bức thư lại là những lời cảm ơn chân thành mà Minoru muốn dành cho Yutaka vì những gì mà anh đã làm từ trước đến nay. Đồng thời Minoru cũng mong rằng cả hai vẫn sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Từng câu chữ của Minoru khiến cho Yutaka cảm thấy rất xúc động và hứa sẽ trân trọng bức thư này như một báu vật. Ngoài ra anh cũng hứa rằng sẽ ủng hộ hết mình với quyết định trở lại giảng đường của Minoru. Dù có thế nào thì cả hai vẫn sẽ đồng hành vượt qua những thử thách gian truân ở phía trước. Vậy là những khúc mắc của cặp đôi cuối cùng cũng được tháo gỡ. Thông qua món cơm nắm bình dị hết sức gần gũi, Yutaka đã chiến thắng được nỗi sợ của bản thân, còn Minoru thì cũng khỏa lấp được sự trống vắng rồi tìm lại được niềm vui nơi tâm hồn. Đừng sợ sệt mà hãy mở lòng đón nhận cái mới. Mọi thứ sẽ trở nên kỳ diệu giống như một tâm hồn sóng gió vớ được nơi trú ẩn bình yên các bạn nhé.